Xin kính chào tất cả quý vị khán giả cũng như là tất cả những anh em đam mê, yêu mến âm thanh trên khắp mọi miền Tổ quốc. Ngày hôm nay em có làm một video về hai loại dây AV Hitachi. Đấy. Em đã từng làm rồi nhưng mà cũng phải là giới thiệu lại để cho anh em biết cũng như là anh em chiêm ngưỡng những bộ dây. Đấy. Khá là hài lòng. Đấy. Với một giá tiền thì em sẽ lêu sau. Còn về cái chất lượng nó thì em phải nói trước. Đấy. Đầu tiên thì em giới thiệu con Hitachi bản vàng. Đấy, được DIY rắc Hitachi rất ok. Đây nhá. Đấy, Hitachi. Đấy, dây cũng Hitachi nhá. Hàng bãi nhá, chuẩn bãi cho anh em chơi này. Đảm bảo về cái chất lượng của nó. Về cái lõi của nó thì em đã làm một cái video đấy, chi tiết về lõi của nó ra sao cho anh em xem rồi đấy. Cái đặc điểm của dòng dây Hitachi này là nó bao giờ cái lõi của nó cũng được mạ bạc, nên cái độ cho cái độ chính xác từ cái tín hiệu tiếng cho đến cái độ chi tiết nó rất là cao đấy. Tiếng chất âm rất là sáng đấy, để mà nói mấy con dây Hitachi. Đây là loại bản vàng anh em nhé. Đó, bản vàng em đang để với giá là 280.000 đấy, bao ship đấy, 280.000 bao ship toàn quốc cho anh em. Còn đây là một bản khác này, bản này là bản phòng thu này, cũng là Hitachi, dây bé thôi đấy. Đấy, bản phòng thu đây nhá, rắc cũng Hitachi nhá. Rắc của hai cái loại này em đều là đít những loại rất là xịn đấy, được chọn lọc, thế nên là anh em yên tâm. Nó rất là khít cũng như là cho cái độ chắc chắn khi cắm, để tránh cái bị mo ve khi anh em mình dùng nhá. Đây, bản Hitachi phòng thu này thì dây nó bé thôi, cũng ngang ngửa với cả con dây Hitachi vàng. Bản này thì được bọc sắc rắn này, rất là cầu kỳ, đẹp. Đấy. Cũng như là cho cái chất lượng rất ok. Đấy, em không phải nhận xét nhiều về nó. Thì hai bản này em đều để với giá là 280.000 bao ship nha anh em nhé. Bao ship tận tay, tận nhà cho anh em. Đấy, 280.000. Đấy. Những bản Hitachi giá rất mềm nhưng mà chất lượng thì không hề thua kém những cái con dây đắt tiền. Đấy. Anh em nào mà chưa có những bộ dây Hitachi ngon, đấy, thì có thể là đổi qua những con Hitachi như thế này. Rất là ok. Thì video em quay đến đây, giới thiệu cho anh em hai sản phẩm dây AV Hitachi. Đấy, bản vàng và bản phòng thu. Anh em nào cần có thể liên hệ qua số điện thoại 0963411622. Em sẽ tư vấn trực tiếp cũng như là giới thiệu cho anh em những dòng Hitachi từ thường cho đến cao cấp hơn em đều có. Đấy. Thì anh em nào yêu mến kênh có thể like cũng như là đăng ký kênh để em ra những video mới thì anh em có thể là theo dõi được. Đấy. Và cuối cùng xin chào toàn thể mọi người, hẹn mọi người ở video tiếp theo.